Thưa sư, con hiện đang làm một công việc áp lực nhưng thu nhập ổn, nhưng công việc này làm con mất ngủ, tâm không an, lúc nào cũng lo lắng. Con muốn chuyển sang khác, lương ít hơn nhưng ít áp lực hơn, như vậy có phải là con đang hưởng phúc? Nếu cứ làm việc nhàn sẽ hưởng hết phước, sau này sẽ khổ không ạ? Quý vị, cái suy nghĩ của quý vị nó giống như suy nghĩ của những người ngoại đạo hành khổ hạnh á. Tức là những suy nghĩ sai nha, những suy nghĩ sai của ngoại đạo hành khổ hạnh. Những người ngoại đạo hành khổ hạnh họ có suy nghĩ như vậy nè: hạnh phúc không thể có được bằng hạnh phúc, hạnh phúc chỉ có thể có được bằng đau khổ thôi. Cho nên một người muốn tầm cầu hạnh phúc thì họ phải chịu khổ. Cho nên là những người khổ hạnh á, họ bằng mọi cách để họ đày đọa bản thân của họ, để họ khổ, bởi vì họ nghĩ là cái khổ đó sẽ đưa họ tới hạnh phúc. Đức Thế Tôn nói đây là suy nghĩ không có đúng. Thì cũng tương tự như vậy đó, quý vị nghĩ là cái chuyện mình làm cực là mình mới có được hạnh phúc, mới có phước, còn mình làm cái việc mà nó an nhàn, ít áp lực thì mình hưởng phước, nó hết phước, thì không có chuyện đó. Đó là suy nghĩ sai ha. Nói hơi kỳ chứ đôi khi á, do tác động của nghiệp cho nên á, mình mới không chịu hưởng sự an lạc mà mình đòi tìm chỗ khổ mà mình chui vô. Ví dụ như trường hợp cái ông Bà La Môn, cái ông trưởng giả mà sư hay kể với quý vị đó, nhà thì rất là giàu, mỗi ngày đếm lôi vàng ra đếm, lôi giải ra đếm, lôi đồ ăn ra đếm, đó thịt nó treo cả khúc vậy đó, mà ăn thì không dám ăn, mặc thì như ăn mày. Ai mà đem lên đồ xịn á, là đánh chửi tụi nó, nói cái ai cho tụi bay đem cái này để cho người xài hay sao? Ai mà đem đồ ăn lên ngon là ổng cũng đánh, nói cái này là để cho người ăn hay sao? Không dám ăn, không dám mặc. Tại sao? Do cái nghiệp làm cho ổng có tiền không dám xài, có đồ ăn ngon không dám ăn. Thì trường hợp của quý vị, một nha, sư nói một là do mình hiểu sai, mình hiểu chưa đúng cho nên mình đâm đầu vô cái khổ. Hai á, là do cái nghiệp thành ra nó mới xúi mình á, có suy nghĩ như vậy. Thành ra khi mà mình hiểu rồi á, thì mình không cần phải lo lắng như thế. Tuy nhiên sư nhắc nhở như thế này: những việc nào được xem là nó tạo nghiệp bất thiện, đó là chúng ta sống trong sự bất mãn, sống trong sự không hài lòng, sống trong sự bực bội, giận hờn, căng thẳng, thì đó là tâm trạng bất thiện. Thì đây là tâm trạng quý vị đang có khi đang làm công việc hiện tại, tức là nó căng thẳng, nó mất ngủ, nó quạo quọ, nó bực mình. Thì đây là quý vị đang sống trong tâm bất thiện. Chính công việc này nó lại làm cho quý vị, nói theo kiểu thế gian là tổn phước, mà nói theo đúng đạo Phật á, là mình tạo nghiệp bất thiện, nó cản cái phước thiện của mình. Cái thứ hai là trạng thái hưởng thụ các dục lạc nha. Cái trạng thái hưởng thụ các dục lạc ở đây á, đối với hàng cư sĩ thì nó không tới mức độ giống như mình ăn đồ ăn ngon mình thấy nó ngon, mà nó không tới mức đó. Quý vị có thể ăn đồ ăn ngon nha, có thể mặc đồ đẹp không sao hết trơn á, với cư sĩ là như vậy. Nhưng mà như thế này là hưởng thụ dục lạc một cách quá mức nè. Tức là mình chìm đắm, tức mình gọi là say mê á, mê đắm, ham thích, cố gắng tìm tòi. Thí dụ như là mình đi, mình tìm, mình say mê, mình đi sưu tầm những món ăn ngon, hay là mình cố bằng mọi cách để mình có được cái này, mình có được cái kia, tức là mình chìm đắm trong tham ái, thì nó lại là một cái bất thiện khác. Cho nên là hãy cẩn trọng với hai khuynh hướng này ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.